Bây giờ là đánh một quẻ đi bác. Bây giờ người ta đang cân để 6 người 4 người đấy, xem có người nào không cần lấy sân. Lấy bóng. Chọn, được chọn. Bây giờ sân đang bên kia sân rồi, bên này sân đây rồi. Được quy chọn. Rồi ok. Bên đấy lấy bóng đi. Chú Hải bắt rồi, chú Hải bắt rồi. Vâng, Hải bắt. Trọng tài người Đài Loan. Người Đài là bác Anh em mình bắt tay không? Anh cho mấy bác phải đóng tối đi. Đang đang cầm cơ bên này có 4 người đấy. Đội là thắng Tuấn à. Câu gặp Hải, Hải Hải ra hàng nhá. Đâu? Ai thắng gặp Hải ra hàng người ta có tài năng nhá. Bắt đầu đánh chưa? Xem để cho, xem để cho. Không biết ba mốt hay ba lăm nào? Ba lăm, ba lăm. Ba lăm ok. Xem để cho này. Xem để cho. Rồi lấy đi, lấy đi. Xem quả để lấy bóng luôn. Bắt đi, thế này tôi đang nặng đuổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi, con. Con đấy. Hay rồi, hay. Đây rồi. Con đây. Đây rồi. Con đây. Con đây. Hay rồi đây. Đây rồi, hay rồi. Ê. Đấy. Còn đấy,
Okay. Hey, man, you just want to get it? You did it.
Thôi hàng ơi, tập trung chuyên môn em ơi. Hàng xe kiểm tra đây. 14 không, 14 không. Rồi, ông tới đây. Bên nào cũng này của ai để đâu nó. 14, 14. Làm ơn ông tấn nhá. Đứng lên đi.
Đi nơi đánh đâu. Trên dưới thì anh không được đấy. Giữa sân ông đánh thế mà giả. Kéo đánh được quả là. Trừ anh ngủ. 3 người thì ai trên? Giữa sân không có cơ đâu. Có. Thế nhỉ? Đánh đi. Được chưa? Anh nhiều thế thì kéo đánh được quả là. Được chưa? Xem cơ. Không. Rõ 100% là đưa vào ông. Đây. Bây giờ là có sự chỉ Phương thì. Nếu đánh lỗi đẹp rồi đấy, như này đi 19-16 đánh vào đi, đánh ông còn đang không đúng nhá, ông đẹp cháu. Anh Tuyền này, Tuyền anh quả bóng ấy thì mẹ nó lừ được tiếng đéo rồi. Có nói câu nào đâu, hai ông tự hai ông đẹp xúc. Anh lại. Anh đi. Ông không búng như nào mà ông truyền tất cả ông đẹp mê đó. Đây phải làm sao dám lên được. Vì ông có búng được đâu, búng. Được, đấy. Bỏ đây. Ôi. Đây này, ông truyền ở đây này. Tấn vô ra đi truyền đâu mà, bắt ông cứ truyền. Trên hồng dưới, hồng dưới, hồng trên. Rồi. Hay rồi. Bắt lại. Qua kìa. Được điểm. Đấy. Rồi. Đâu là được. Đánh đấm thì đánh đấm. Đánh cái cống thế nhỉ. Anh đứng đâu kia? Em mua chạy cả
ông lại chuyển cho con, ông lại chuyển về đằng kia thì đánh cái gì? Thời gian từ đấy xuống đây em. 26-19 anh cứ đứng đấy. Cố lên.
Mày nhảy mày ăn đâu. Thế rồi thôi. Thế kìa. Nhảy đấy. Thế rồi anh ơi. Xấu rồi. Hay rồi anh Thìn ơi. Ngoài. Bây giờ 3-4-2-4. Đây. Đây. Một có thế rồi mày. Kéo bắt được. Nhảy đấy. Anh em mà nó một nó đơn giản không rồi. Không có trọng tài bắt rồi thôi nhưng mà không có trọng trọng tài. Em ơi chưa đến phải 20 phân nữa mà. Thôi. 6-1. 2-6-3-1. Mày nó ít thêm ơi. Ra lên. Bỏ đi. Này.30, 34,